Em Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị đang theo dõi video của em và showroom của bên em. Thì vừa mới cập bến một em Toyota Veloz, một chiếc xe 7 chỗ và mang thương hiệu Toyota, nồi đồng cối đá. Và điều đặc biệt của em, xe có tông màu rất là đặc biệt này, đó là đã lên rất là nhiều đồ. Vậy nên các bác quan tâm về em Veloz này thì ghé alo trực tiếp cho em nhé. Chiếc này thì sản xuất 2022, đã đi được 48.000 km rồi mọi người ạ. Và tổng quan thì thực sự là thiết kế của Veloz nó rất là trẻ trung đúng không mọi người. Đây, những cái điểm nhấn là mạ chrome này trên xe này, các bác cũng có thể nhìn thấy. Đây, đến điểm đặc biệt đầu tiên là chiếc xe nâng cấp cho em một dàn lốp mid rồi mọi người nhá. Dàn lốp mid 22 rồi này, đi thì khỏi phải lăn tăn luôn. Tiếp theo thì cùng em di chuyển một vòng quanh xe để xem được là xe còn thêm những cái đồ gì nhá. Bật như là bên trong khoang nội thất thì thêm rất là nhiều đồ. Dán phim Luma đây mọi người ơi. Dán phim Luma thì loại là loại đắt tiền nhất rồi. Các bác khỏi phải lăn tăn là xe chủ cũ người ta cũng rất là chịu chi đấy ạ. Bây giờ đây thì em sẽ mở vào cho mọi người. Bản CVT thì là bản thiếu, nhưng mà so với bác chủ bác độ từng này đồ thì chúng ta không khác gì bản cao cấp nhá. Đây, mọi người nhìn tổng quan này. Đấy, nhìn cho em này, ốc vít này rõ ràng sắc nét luôn, các bác bao check test cho mọi người luôn nhé. Mọi người quan tâm cụ thể về em xe này thì cứ alo trực tiếp để chốt giá thời điểm, giá tháng ngâu cực kỳ êm luôn, bộ đồ nghề tiêu chuẩn theo xe đầy đủ luôn ạ. Đấy, mọi người nhìn này, lốp dự phòng nha. Bây giờ thì sẽ mời mọi người di chuyển vào khu vực phần khoang nội thất nhé. Em này thì lên rất là nhiều đồ như em đã báo nhé. Là đây, nhìn tổng quan không gian bên trong thì mọi người có thể thấy là keo chỉ này, đồng đều này, ốp gỗ theo xe này. Rồi là lên một bộ thảm sàn kata, loại này thì rất là ôm khít vào xe luôn và cực kỳ sạch. Lên ghế da rồi mọi người nhé, đấy, ghế da rồi. Ghế ra ở ngoài nhìn còn rất là mới luôn. Tổng quan đây, khu vực trần xe, đường nét đây. Tiếp đến thì chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực khoang lái nhé. Đấy, xem được rõ hơn. Đây, mọi người nhìn cận cảnh keo chỉ cho em này. Showroom em là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Các bác mà cân đối cụ thể với em này thì alo cho em để em chốt nhé. Chốt tháng 7 cho mọi người, giá cực kỳ tốt luôn. Đó, bảo dưỡng định kỳ đầy đủ luôn. Sắp tới là 50.000 km là sẽ đến lịch bảo dưỡng. Đó, khu vực bên trong đây. Em này là ở gốc thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn nha các bác ơi. Sài Gòn, hoa lệ mọi người nha. Đây, tem cho mọi người xem cận cảnh luôn, 2022 nhá. Đi 48.000 km rồi. Khu thiết kế khu vực đèn rất là đẹp luôn, như mẹc mọi người ạ. Màn hình đủ dùng, những cái option thì phanh tẹn tử cũng có rồi. Nói chung là em này thì so như thế thì các bác rất là được lợi nhá. Tông màu này thì ở ngoài nhìn nó hay lắm. Nó kiểu như màu xám nhưng mà trên đăng ký nó sẽ là màu bạc mọi người nha. Sẽ quay thêm về khoang máy cho mọi người xem cận cảnh này. Đây, khoang máy đây mọi người nhá. Khoang máy thiết kế rõ ràng mạch lạc cho các bác xem dễ dàng. Bên em thì bán ra sản phẩm nào cũng đều có cam kết rõ ràng nhé. Vấn đề xe như thế nào, xước sát ở đâu thì báo luôn với khách ngay từ đầu luôn. Rất là rõ nét luôn. Khách mất đỡ mất thời gian và không làm mất thời gian của khách. Như nào có xe như nào báo sao luôn ngay từ đầu. Còn về tình trạng xe tất cả thì đều là khung gầm động cơ là nguyên bản, máy móc là nguyên bản, không ngập nước nhé. Đấy, giấy tờ sơ pháp lý chuẩn. Đang bán mức giá là 563 triệu cho mọi người. Quan tâm alo chốt em thì em còn giảm thêm một chút chút nha. Liên hệ em trực tiếp, em xin chào mọi người.